Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 18 tháng 10 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và bà con, thời tiết ở Bắc Bộ trong ngày mai sẽ ấm dần, khối không khí lạnh suy yếu và dịch chuyển ra phía đông. Đồng thời, những nhiễu động trong đới gió đông trên tầng cao không còn nữa, do đó vào khoảng trưa chiều mai có thể hứng nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất ngày phổ biến ở mức 27 cho đến 29 độ. Thời tiết ít mưa sẽ còn tiếp tục duy trì trong những ngày tới, nên sẽ thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con. Trong vụ hè thu 2017, nhiều diện tích lúa bà con nông dân ở nhiều huyện của Hải Phòng bị chuột đồng tàn phá nghiêm trọng, trong đó nhiều diện tích coi như mất trắng ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch lúa của bà con. Để hạn chế thiệt hại lúa cho bà con đối với những diện tích còn lại và cho những vụ mùa tiếp theo, khuyến cáo bà con cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đồng loạt ra quân quyết liệt diệt chuột, trong đó nên ưu tiên các biện pháp diệt chuột thủ công ít gây hại. Trong khi đó, nơi có thời tiết đáng lưu ý lúc này và các tỉnh thành Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ, nên mưa dông ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện trong 24 giờ tới, không loại trừ khả năng có mưa vừa, mưa to và dông xảy ra. Các tỉnh ở phía Bắc Trung Bộ phổ biến là những cơn mưa dông rải rác với lượng không quá lớn. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ ngày 18 cho đến hết ngày 19 tháng 10 được dự báo đạt khoảng từ 70 cho đến 120 mm ở các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi. Riêng tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ là từ 100 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh từ Bình Định cho đến Bình Thuận có mưa phổ biến từ 50 cho đến 150 mm một đợt. Do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam giải hội tụ nhiệt đới đi ngang qua khu vực Nam Trung Bộ, nên các tỉnh ở phía Nam Tây Nguyên, các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ mưa dông cũng tăng lên. Tổng lượng mưa trong ngày hôm nay và ngày mai có thể đạt từ 70 cho đến 150 mm. Ngoài ra, hiện nay trên biển đã xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 320 km về phía đông đông bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng đông đông bắc và mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm áp thấp cách đảo Palawan của Philippines khoảng 150 km về phía bắc tây bắc với sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển ở phía đông khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển đông bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn dông có khả năng giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Và tiếp theo, mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nền nhiệt thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 82 cho đến 87%. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa ở vài nơi, trưa chiều hửng nắng nhẹ, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nền nhiệt thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, vùng núi có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 83 cho đến 88%. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, cần đề phòng với tố lốc và gió mạnh trong cơn dông. Phía Bắc đêm và sáng trời se lạnh, nền nhiệt thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 27 độ và độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 90%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, đề phòng với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất từ 28 cho đến 31 độ và độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 90%. Tại Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng với gió giật mạnh trong cơn dông. Nền nhiệt thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, cao nhất từ 27 cho đến 30 độ và độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%.
Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa đến mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ và độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.